Vâng, xin chào toàn anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh của em Quang Minh. Tiếp tục hôm nay có mình sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị các bạn một cái mẫu xe rất là chất, một thương hiệu của Forerunner. Quý vị anh chị các bạn có thể thấy một chiếc siêu phẩm đã được một đội lên một bộ body kit cực kỳ khỏe khoắn và rất là chất. Chiếc xe này là một chiếc xe bản XLS 2017, số tự động một cầu, động cơ 2.2 turbo. Đây là kho vị khách hàng đang xem chiếc xe này trong lúc qua mình tác nghiệp cho xe, và cô mình sẽ tranh thủ lên sóng ngay để giới thiệu quý vị anh chị các bạn chiếc này, xe này nhé. Chiếc xe này không biết bác có vào Việt trước đây không, tuy nhiên cô mình sẽ vẫn lên sóng để giới thiệu quý vị anh chị các bạn một chiếc xe màu xanh, xanh ngọc rất là đẹp, tổng thành chiếc xe rất là căng cứng, động cơ 2.2 turbo, số tự động 6 cấp, chỉ chiếc xe cực kỳ đẹp. Còn mình sẽ lên sóng báo giá với anh em. Chiếc xe này đang được chào bán với 560 triệu đồng. Và bác này thì bác đang chỉ cần gọi là thương lượng về giá thôi, khả năng là bác sẽ lấy con này đấy. Tuy nhiên không, mình sẽ vẫn sẽ quay chiếc xe này để cùng xem nhé. Một chiếc xe sản xuất 2017, số tự động một cầu, động cơ 2.2 turbo, rất là khỏe, bằng cái biển Hà Nội rất là đẹp anh ạ. Tổng hành căng cứng, bác này gần như không có điểm, không để chê chiếc xe này, không có điểm trừ nào chiếc xe này được cả. Để anh em xem thanh nhựa thao lóc thường lửng, rồi là các chi tiết ốp đen đều rất đẹp luôn. Cảm biến quanh xe, bộ này nó nhìn nó khỏe khoắn lắm anh ạ, bộ để kit này thì chất, với nhiều một chiếc xe 2016 2017, anh em có thấy là cái phong dáng cũng như các chi tiết đều rất là sắc nét. Chiếc xe này rất ok anh ạ, tôn vỏ mỏng tang rất là sắc nét, nó tang với nó rất là sâu. Và khi anh em xem được con ốc, được cái cân gờ, được cái sân cua lốp này, anh em thấy lốp lai thì sẽ rất là sâu. Có thể vị khách này sẽ lấy chiếc xe này anh ạ, chúng tôi sẽ tiến hành khả năng sẽ ra chiếc xe này cho bác. Đây, vợ chồng bác chủ và anh Đức Trung, phó giám đốc chào tôi Quốc Hoàng Linh. Và cái cảm ơn Đức Trung, anh giới thiệu anh là giám đốc kỹ thuật của chợ bên em. Đó, bác đang tiếp khách để tư vấn cho vợ chồng bác khách kia. Đây, cái xe này từng cái gân gờ này, đấy, từng cái gân gờ, từng cái đinh bấm của nhà máy còn nguyên này. Đấy, có mỗi cái dây này của bác chủ cũ, bác đi thì bác vẫn kỷ niệm cho bác con em, nhưng mà khả năng là em sẽ lấy lại cái dây này để bàn giao cho bác cái con khách kia cái dây khác, à cho bác cái lấy lại cái xe không thôi, phải lấy lại cái dây kỷ niệm của em đấy. Đã xong, ra sạch xe, anh em thấy lót sàn này rất ok, thanh thể thao lắp thùng lửng này, có cả cột chống thủy lực anh em này, tới gần gờ còn nguyên này, thì đây là chỉ rõ sửa xe không đâu đụng. Quay kỹ cho anh em xem. Anh em xem từ cái keo chỉ, đấy cái chỉ đấy. Zin anh em nhé, cái chỉ zin hết luôn. Con keo này anh em thấy không? Thẳng tắp luôn, keo chỉ còn nguyên. Đấy, bác anh em xem. Đấy, đinh cũng còn nguyên nhá. Thì điều đó có nghĩa là chiếc xe không bị đâm đụng anh em ạ, cam kết anh em luôn. Đây, từ con ốc canh cửa chút vào này. Đấy, đã rất mới, sơn chống của nhà máy còn nguyên anh em, đấy không? Bọn nó xuống đã được ốp lốc rồi. Đấy, đấy, cửa rất chắc. À, quay cho anh em xem một cái phần gầm của chiếc xe. Xe đều rất đẹp, sáng sủa.
không chút dấu hiệu của một ngoài hay gì. Rất là ok. Theo chỉ có xe rất ok anh ạ. Đấy. Nói chung xe này anh em cũng không phải suy nghĩ gì về công binh, cũng sẽ tả anh em rất là chuẩn những cái chi tiết trên xe để mà anh em nắm được cái tình hình thông tin xe và cũng như cụ thể từng cái chi tiết. Sau đây thì coi sẽ tiến hành lổ khoang máy và kiểm tra khoang máy anh cùng xem nhé. Đây anh em thấy không, để lổ phát ăn ngay, chúng ta hãy cùng kiểm tra khoang máy, sau đó thì kiểm tra phần sẽ kiểm tra khoang máy trước. Ở đây anh em đây đang đến phần khoang động cơ khoang máy của chiếc xe XLS 2017 số tự động này. Thì anh em cũng có thể thấy là động cơ chiếc xe này máy nổ rất là êm, từ 2.2 turbo, máy nổ rất êm và chắc. Bây giờ em sẽ được đầu dặn thì các hoạt động này, một số chuyển vật này, keo chỉ này. Tổng nút của nhà máy này, cũng như gần giờ này, đầu dặn của taxi này. Một ốc này em xem, rất là mới. Rất là êm. Bây giờ là xong phần lốp máy. Máy zin chất anh ạ. Càng phết anh em có chơi zin. Rất là chất. Anh em hoàn toàn yên tâm. Là răng thì đã được bác chủ và cái rất là ăn chơi, đã đổ cả cái giải đèn led và cái chữ lỗ của kho nó rất là khỏe khoắn trường xe. Đấy. Cả các cục ốp đèn bảo vệ đèn đã nhìn rất đẹp rồi. Bộ đeo đi kit cũng rất là ok. Đây chúng ta xem phần khoang nội thất nhé. Đây anh em xem này, từ cái trần lỉ nguyên bản này, ghế da này, các ve sần này, đấy ve sần rồi mặt nạ cái đã được lắp màn hình Android rồi, biết cầm đôi chế độ cam chun cả đôi, làm thợ rèn thay vô lăng, một kịch chỉnh điện ô tô chuẩn bao anh em là 5.7, chạy rất hợp lý vậy, rất là ít cho một chiếc xe là 2017. Số tự động một cầu. Xe này thì anh em đi lại gia đình 5 chỗ, rồi là vừa đi chơi vừa chở hàng vừa đi công vụ đi buôn. Vật liệu, chở vật liệu thì rất hợp lý. Xe đã có cả cái bọc vô lăng rất là đầy đủ. Dán cả cái đè can thì rất là đẹp anh ạ. Nói chung cái mô này thì cũng rất hợp lý. Gương kính chỉnh điện, điều hòa thì vẫn là điều hòa, chưa điều hòa ô tô. Rất là lý nhỉ. Hôm vừa rồi thì Quang Minh đã vừa gửi những hình ảnh của một chiếc xe Ford Ranger XLS 2017. Như vậy thì anh chị quý vị nào ưng một xe này thì hãy có thể liên hệ cho Quang Minh nhé. Nếu mà vì khách hàng hai vợ chồng bác kia không lấy thì sẽ còn xe, mà nếu mà hai vợ chồng bác quyết chiếc xe này thì cũng hẹn anh em chiếc xe sau nhé. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em ở các video sau. Xin cảm ơn và chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại quý vị, anh chị, các bạn ở các video sau khi có mình cập nhật các mẫu xe up lên kênh. Xin kính chúc mọi người, anh chị, các bạn luôn có sức khỏe, may mắn và luôn hạnh phúc ấm áp với gia đình. Sẽ tìm cho mình một chiếc xe ngon bổ rẻ, chất và giá cả hợp lý để cuộc sống công việc. Trước này cảm ơn anh em, xin hẹn lại gặp lại quý vị ở các video sau nhé.